Hà Nội đang lấy ý kiến người dân, các đơn vị liên quan về việc xây dựng nghị quyết ban hành cơ chế hỗ trợ kinh phí cho các ban quản lý dự án thành phố, Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, báo Hà Nội mới để thực hiện tinh giản biên chế. Theo dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết, đối tượng áp dụng của nghị quyết gồm ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố, Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, báo Hà Nội mới. Từ năm 2016 đến nay, các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố đã trải qua hai đợt sắp xếp tổ chức bộ máy trên cơ sở hợp nhất hàng chục ban. Do nguyên tắc sắp nhập nguyên trạng để ổn định tổ chức, thực hiện các dự án dẫn đến trình độ và kinh nghiệm của các cán bộ, công chức, người lao động không đồng đều. Một số ban có số lượng người lao động quá đông. Về tài chính, một số ban còn nợ ngân sách để trả lương và nợ cũ trước khi hợp nhất, sáp nhập, chưa có nguồn tiền để trả. Trong đó, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp phát triển nông thôn nợ hơn 6,2 tỷ đồng. Năm 2020 mới trả ngân sách thành phố 233 triệu đồng. Đặc biệt, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông nợ khoảng 63 tỷ đồng. Trên thực tế, các ban vẫn chưa được tự chủ toàn bộ trong việc sử dụng nguồn thu do tồn tại một số quy định pháp luật. Do vậy, các ban báo cáo không có nguồn chi trả cho tinh giản biên chế. Việc xây dựng chính sách này nhằm đảm bảo chế độ, chính sách theo quy định cho các đối tượng tinh giản biên chế. Mặt khác, đây là các đơn vị tự chủ thường xuyên nhưng gặp khó khăn về tài chính, không có nguồn chi thực hiện tinh giản biên chế, nên thành phố hỗ trợ kinh phí thực hiện tinh giản biên chế để tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động sau sắp xếp. Dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết đề xuất dùng ngân sách hỗ trợ kinh phí tinh giản biên chế. Tổng kinh phí hỗ trợ và tổng số lượng biên chế bị tinh giản sẽ dựa trên đề án tinh giản biên chế của các đơn vị được Sở Nội vụ, Sở Tài chính thẩm định hồ sơ, thời gian áp dụng đến hết năm 2025. Dự kiến, tờ trình xây dựng nghị quyết sẽ được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội xem xét, trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét, thông qua tại kỳ họp giữa năm 2023. Theo một cán bộ có trách nhiệm tại Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội, khoản nợ 63 tỷ đồng hiện nay của ban gồm nợ do các ban trước khi sáp nhập và cả nợ mới sau khi sáp nhập. Thời gian tới, ban sẽ có kế hoạch để trả dần nợ. Năm 2017, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quyết định thành lập Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội trên cơ sở hợp nhất 7 đơn vị: Ban Quản lý Dự án Hạ tầng Tán ngạn, Ban Quản lý Dự án Giao thông Đô thị, Sở Giao thông Vận tải, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Phát triển Giao thông Đô thị, Sở Giao thông Vận tải, Ban Quản lý Dự án Giao thông số 1, Sở Giao thông Vận tải, Ban Quản lý Dự án Giao thông số 2, Sở Giao thông Vận tải, Ban Quản lý Dự án Giao thông số 3, Sở Giao thông Vận tải, Ban Quản lý Dự án Hạ tầng Khu công nghiệp, Ban Quản lý Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.